bà cô chú và các anh chị cùng đi siêu thị với gia đình con nha. Mình cảm nhận thật rõ ha, Tết đang đến thật rồi. Ở siêu thị thì đã trang trí mừng Tết với hoa mai, hoa đào rất là nhiều luôn nha. Cả hàng Tết thì trưng bày thật nhiều ở trên kệ, người mua nhiều hơn ngày bình thường rất là nhiều. Hôm nay mình đi mua sắm thực phẩm ha, các loại bánh kẹo đồ ngọt ha, đã có bao bì của Tết rồi, đặc biệt của dịp Tết đó ha, nên nhìn cũng rất là bắt mắt ghê luôn á. Ít bánh kẹo ha, để dâng cúng trên bàn thờ đó mà. Thông thường thì mình thường mua rau củ, thịt cá, hải sản đủ dùng trong khoảng 1 tuần đến 10 ngày. Các loại bột mì nè, nuôi mì, gia vị, đồ hộp, nước trái cây, đóng hộp vân vân thì mua đủ trùng trong khoảng 3 tháng. Tuy nhiên thì trước khi đi mua thực phẩm thì mình thường kiểm tra hàng trong tủ lạnh và trong kho để biết chắc chắn loại thực phẩm cần bổ sung nha. Mình mua trà để Tết cúng ông bà nè. Mua thêm ít nước trái cây đóng hộp ha. Đây là những loại nước trái cây 100% trái cây tươi nguyên chất đó. Và khi cần thì mình có thể lấy ra dùng liền, rất là tiện lợi luôn. Ba ngày Tết lỡ khi có đi chơi á, về mà khát thì mình có thể có để dùng ngay đúng không ạ? Cũng dự trữ thêm vài gói phở trộn ha, miếng trộn và mì gói ăn liền, để cấp cứu khi đói đó mà. Nói chung là khi mà chưa kịp nấu ăn hoặc là chán cơm chút xíu thì mình đổi món với những món này ha. Mình cũng mua thêm các loại mì Ý như vậy nè, hoặc là pasta của Ý như vậy nè. Cái sợi mì nó dai lắm, và cái bột mì nó loại tốt á, nên làm ra cái mì này rất là ngon luôn. Các bạn nuôi ở đây cũng vậy, mua về dự trữ sẵn ha. Khi cần mình dùng mình lấy ra mình làm quá trời món ngon luôn đó mà. Pasta ha, làm mì Ý thì không thể thiếu những cái loại nước sốt cà chua của người ta như vậy đó. Nó nguyên bản nó sẽ ngon hơn ha. Mua một ít hủ ha, về để làm món ăn cho đúng vị nè. Cũng trữ sẵn mấy gói bún tươi khô như vậy nè. Và bánh tráng ha, mấy ngày Tết mình lấy ra mình ăn á, cũng tiện lợi ghê. Nói chung là trữ mấy món đồ hộp thì không thể nào thiếu cá hộp ha. Khi mà không có thời gian để nấu những món ăn cầu kỳ á, mình lấy những cái cá hộp này ra mình chế biến lại theo khẩu vị gia đình mình á, xào chút xíu với hành tây nè, trộn trộn thành một món ngon thơm lừng luôn, ăn cũng hao cơm dữ lắm nha. Và đừng quên trữ sẵn mấy cái hộp thịt hộp đóng hộp như vậy ha, cũng tạo ra được rất là nhiều món ngon luôn. Nhà mình là làm mấy món này là khá món á, như bánh mì nè, cơm chiên nè. Trời ơi, cũng rất là nhiều món để có thể làm nha. Và với gia đình giống như mình á, nói chung là cỡ khoảng 98% là 3 bữa nấu ăn tại nhà, thì không thể thiếu những cái loại bột mà có thể chế biến ra được nhiều món ăn ngon khác ha. Mình phải mua bột mì nè để làm bánh mì nè, rồi bột bánh xèo để có thể khi nào đổ bánh xèo, rồi bột năng làm súp ha, khi sử dụng trong súp ha, và các loại gia vị khác nữa, nên là mình cứ chuẩn bị như vậy đó. Gia vị thì có mua, phải mua muối nè, mua đường nè, mua bột cà ri nè, mua màu điều nè, tiêu nè. Trời ơi, cần nhiều món để mua ghê. Và mình cũng mua hết để trữ sẵn nha. Mình cũng lên thực đơn các món ăn sẽ nấu trong gia đình trong ít nhất là 10 ngày. Điều đó giúp cho mình biết được thực phẩm và số lượng cần mua trước khi đi mua ha. Ngày xưa thì để đón Tết các gia đình thường chuẩn bị thật nhiều thực phẩm để có đủ thực phẩm nấu ăn trong các ngày Tết. Do vào dịp Tết thì người bán hàng nghỉ bán rồi, chợ cũng nghỉ bán rồi, hoặc giá bán thực phẩm trong các ngày Tết đó thường rất là cao luôn. Ngày nay thì còn rất ít gia đình trữ thực phẩm cho ngày Tết, do siêu thị nè, chợ truyền thống luôn mở cửa hen. Thực phẩm thì luôn có đầy đủ luôn. Gia đình mình cũng vậy, cũng chỉ chuẩn bị thêm một số thực phẩm so với ngày bình thường thôi mà.
Ngày xưa thì kinh tế còn khó khăn, có những món ăn chỉ có dịp Tết mới nấu, mới được ăn. Còn ngày nay thì thật sự ra món nào cũng có thể nấu ha, có thể ăn trong tất cả những ngày bình thường luôn. Nên hầu hết các gia đình không còn đợi Tết mới nấu nữa. Và các món ăn trong ngày Tết thì chủ yếu là các món ăn truyền thống để cúng dâng lên ông bà nè, hoặc là cả gia đình sum họp tụ họp lại với nhau, ăn với nhau, trò chuyện với nhau để mừng một năm mới sắp đến ha. Do vậy là mình chuẩn bị nói chung là một lượng thực phẩm vừa phải thôi. Và cứ cỡ khoảng hết sáng mùng 1 là chiều mùng 1 là đã có chợ và siêu thị mở cửa bán lại rồi. Mình thiếu gì thì mình lại đi mua. Hàng quán cũng mở ra rất là nhiều luôn. Còn nhiều gia đình còn đi du lịch nữa. Nên cái việc chuẩn bị thực phẩm cho ngày Tết thì hầu như là chuẩn bị vừa phải thôi ha. Không có nhiều. Kinh tế thì ngày càng nói chung phát triển ha. Và bất cứ đồ dùng gì mình cũng có thể mua được ha. Các loại thực phẩm trong siêu thị đầy đủ tất cả các loại mặt hàng luôn. Và mình dễ dàng tìm mua thấy được các loại thực phẩm tươi ngon nè. Rau xanh trong siêu thị mình thấy tươi ghê luôn á. Nhìn hấp dẫn bắt mắt quá trời, mua lại yên tâm về chất lượng nữa. Ngon ơi là ngon luôn. Mình mua rất là nhiều rau xanh và thực phẩm khác ở trong siêu thị ha. Dùng trong vòng cỡ khoảng 1 tuần đến 10 ngày á, nên cứ cân đối số lượng thực phẩm rau xanh, thịt, cá và các loại hải sản khác cần mua trong cái thực đơn mình lên sẵn đó. Và bây giờ mình cứ thế mà mình mua thôi, và đem về bảo quản ha. Theo như vậy thì mình sẽ sử dụng đúng cái số lượng mình cần, không có bị dư ra nè, mà cũng không có thiếu được nè. Rất là tiện cho cái việc mà nấu ăn, nấu nướng trong gia đình của mình, bởi vì mọi loại đã được sơ chế sạch sẽ sẵn rồi, mình về mình chỉ bảo quản đúng cách nữa thôi, là cái cần dùng mình có thể dùng ngay được. Cần bảo quản trong ngăn tủ lạnh ha. Các loại thịt xông khoái, giam bông, xúc xích thì bảo quản ở ngăn đông mềm tủ lạnh nha. Nhưng phân chia từng loại thực phẩm này vào mỗi hộp riêng ha. Rau thực sự cần thiết cho các bữa ăn gia đình ha. Rau thực sự là cần thiết ha. Các bữa ăn của mình thì không thể thiếu rau được. Luôn có một tô canh, một dĩa rau xào hoặc một dĩa rau sống gì đó, nó trở thành một món ăn cần thiết trong các bữa ăn của người Việt Nam mình rồi thì phải. Hôm nay thì mình mua bắp cải nè, nấm đùi gà, nấm kim châm, rau cải mầm, cà rốt, một ít xà lách, bắp hạt đó, bắp người ta đã gỡ hạt rồi đó, đậu Hà Lan, hành lá, rau diếp cá, lá mơ và khoai lang nữa đó. Các loại thực phẩm mua về như vậy nè sẽ được phân loại ha, và sơ chế phù hợp với từng loại thực phẩm nha. Với các loại rau này ha, thì mình không rửa nó với nước, mà chỉ bỏ những cái gì mà hư á, để làm sạch nó rồi gói vào cái khăn giấy, và cho vào một cái hộp ha. Đặt nó vào trong tủ lạnh ha, tại cái vị trí mà mình quy định để đặt thực phẩm đó đó. Với tổ chức và bảo quản thực phẩm như thế này, mỗi thực phẩm sẽ được phân biệt rõ ràng hơn. Nó giúp việc tìm kiếm và bảo quản, quản lý chúng cũng dễ dàng hơn ha. Đồng thời giữ cho tủ lạnh của mình được sạch sẽ nè. Việc vệ sinh tủ lạnh sẽ dễ dàng hơn, do mọi thực phẩm đều đựng trong một cái hộp đó mà. Các thực phẩm như vậy thì khi cần vệ sinh thì mình chỉ cần lấy từng cái hộp ra và rửa sạch chúng. Thì như vậy tủ lạnh mình thì luôn luôn sạch sẽ luôn. Thank you.
xanh lá thì mình luôn giữ chúng tươi bằng cách bỏ phần hư nè, lau sạch nước ha, cắt nhỏ hành lá cho vào hộp có vỉ thoát nước ở bên dưới đáy hộp á, và phủ bên trên bằng khăn ăn nữa nha. Cà chua bi cũng vậy ha, mình cũng bỏ vào một cái hộp có cái rãnh thoát nước ở dưới đáy hộp á, và phía trên thì phủ thêm một lớp khăn ăn ha. Cả hành lá và cà chua bi thì mình cứ làm cách đó và mình để ngăn mát tủ lạnh á, mình bảo quản nó, sử dụng nó một cách tươi luôn, ngon luôn, trong vòng cỡ khoảng 10 ngày đó nha. Mấy bạn cũ như vậy nè, như khoai lang như thế này nè, thì mình cứ lau sạch bụi ha, cho vào một cái túi giấy á, rồi đậy kín miệng á, và đặt nó vào một cái nơi mà thoáng mát và khô ráo thì mình sử dụng được nó rất là lâu. Là các loại thực phẩm đóng hộp nha, mình lưu trữ chúng tại hai ngăn của một cái tủ bếp nhà mình đó. Thịt spam nè, thịt đóng hộp nè, cá đóng hộp. Sốt cà chua, sốt phô mai, nước cốt dừa, mè, rất là nhiều loại. Những thực phẩm giống nhau thì sẽ xếp vào một nhóm đặt gần nhau. Mình dùng hộp để lưu trữ chúng ha, giúp phân biệt từng nhóm rất là dễ dàng. Có nhãn tên cho từng thực phẩm, đồng thời gắn nhãn tên cho nhóm chung nữa đó. Quy định vị trí riêng, nơi lưu trữ cho từng nhóm. Điều đó sẽ giúp cho mình kiểm soát được số lượng nè, chất lượng của chúng, cũng như tìm kiếm mỗi món đang cần tìm cách nhanh nhất ha. Các thành viên trong gia đình ha, và cũng giống như một người nào đó vào bếp của mình cũng dễ dàng tìm thấy những cái vật dụng đó nhờ có nhãn tên này nè. Hộp đường nâu nè, bột ca cao nè, cũng được bảo quản vào trong một cái hộp riêng ha, và đặt ở một vị trí đúng quy định nha. Làm món ăn hay món uống gì đó mà cần tìm sữa đặc có đường thì cứ tìm vào cái hộp mà có ghi nhãn sữa đặc có đường các loại hen. Bơ đậu phụng các loại cũng ở đây nha. Dùng các hộp nhỏ ha để phân biệt các gói cà phê nè, các gói trà nè, các gói trà sữa nè, và đặt tất cả vào trong một cái hộp lớn hơn nữa. Rồi dán nhãn ở bên ngoài và lại bỏ vào vị trí đúng quy định của nó nhé. Nhìn thấy và tìm kiếm rất dễ dàng đúng không nè? Có một cái phòng nhỏ ha, gần ở bên cạnh bếp đó, mình dùng làm để nơi lưu trữ thực phẩm. Ở đây thì có một cái tủ gỗ và nhiều cái hộp lớn. Tủ này là nơi mình lưu trữ nè, sữa nè, bánh kẹo, đồ ăn vặt của trẻ em đó mà. Những thực phẩm này sẽ được mình lưu trữ theo cái cách như thế này. Thì từng loại thực phẩm sẽ được đặt vào trong một cái hộp nhỏ, mình gắn nhãn cho từng hộp đó ha. Sau đó những cái thực phẩm cùng một loại thì mình sẽ đặt cùng nhau trong cái ngăn tủ. Và từng ngăn tủ thì mình sẽ gắn cái nhãn tên cho cái ngăn tủ đó là đựng cái gì đó. Và dán ở bên ngoài cái ngăn tủ đó luôn. Thì khi mình chỉ cần nhìn cái ngăn tủ đó thì mình biết được bên trong nó có cái gì rồi, mà chưa cần phải mở ra cái tủ luôn ha. Và mình cũng lưu trữ thực phẩm trong từng những cái hộp lớn nữa ha. Những cái hộp lớn như vậy thì mình dùng để lưu trữ bánh kẹo mà nguyên hộp á, nó hơi cồng kềnh chút xíu, không bỏ trong hộp tủ được đó. Từng cái hộp như vậy mình cũng sẽ gắn nhãn cho từng hộp này để mình khi dùng á, mình có thể biết được nó là cái thực phẩm gì bên trong nha. Và nước trái cây đóng hộp ha, cũng giống như là nước ngọt, mình cũng lưu trữ vào trong những cái hộp lớn như vậy ha.
Và cũng để ở trong cái phòng này, nói chung là những thực phẩm gần gần giống nhau thì sắp xếp một ở mỗi khu vực á, thì như thế dễ kiểm soát hơn và cũng dễ nhìn thấy hơn ha. Trong phòng nhỏ gần bếp này ha, nơi mà mình sử dụng để lưu trữ thực phẩm, thì ở đây cũng có một cái tủ gỗ và nhiều hộp lớn như mình đã nói đó ha. Tủ này là nơi mình lưu trữ tiếp là mì nè, nui nè, bún mì ăn liền, bột lúa mì, bột bắp, cũng như các loại bột khác ha. Gia vị này nè, rong biển và bánh tráng. Thì việc tổ chức lưu trữ thực phẩm của mình bắt đầu bằng việc phân chia khu vực chức năng như thế đó. Sau đó mình sắp xếp vật dụng nào đúng vào khu vực chức năng đã phân chia, kiểm tra thường xuyên và duy trì trật tự ở khu vực ấy ha. Như thế sẽ rất là gọn gàng luôn. Tại mỗi khu vực thì mình sẽ sắp xếp vật dụng theo kiểu cây thư mục. Mình thường phân loại chúng, những vật dụng giống nhau sẽ xếp vào một nhóm và đặt gần nhau nha. Dùng hộp để lưu trữ chúng, giúp cho phân biệt từng nhóm đó mà. Dán nhãn cho từng hộp và đặt nó tại vị trí quy định. Như thế sẽ nhìn thấy và tìm kiếm mọi cái rất là dễ dàng luôn ha. Điều đó giúp cho mọi thành viên trong gia đình của mình đều biết được khu vực ấy là gì nha, đã sử dụng cho mục đích nào và tìm thấy được những gì ở khu vực này và cách bảo quản những cái vật dụng cũng như những thực phẩm trong khu vực ấy ha. Sẽ không có tình trạng là đồ dùng bày bừa khắp nơi luôn, và khi cần tìm kiếm cái vật dụng gì đó hoặc đồ dùng gì đó thì sẽ không tìm thấy cái cần tìm. Sự chỉ có hiệu quả khi mình thường xuyên kiểm tra để duy trì vị trí đúng của những vật dụng đồ dùng ở từng khu vực ha. Và đối với những nguyên tắc như vậy thì mình cũng đem áp dụng cho cái việc sắp xếp lưu trữ thực phẩm của gia đình mình luôn. Và điều đó giúp cho mình quản lý việc sắp xếp và lưu trữ thực phẩm thật tốt luôn đó. Các bạn có thể tham khảo nha. Khi mua thực phẩm ha, mình thường kiểm tra trong tủ lạnh để biết chắc chắn cái loại thực phẩm mà mình cần bổ sung là gì nha. Mình cũng lên thực đơn các món ăn sẽ nấu cho gia đình trong ít nhất là 10 ngày. Thì điều đó giúp cho mình biết được thực phẩm và số lượng cần mua như thế nào nha. Thực phẩm mua về sẽ được phân loại nè, đó là điều chắc chắn rồi ha. Và sơ chế phù hợp với từng loại thực phẩm. Nói chung là điều đầu tiên thì mình sẽ phân chia thực phẩm ra thành nhiều phần, và mỗi phần thực phẩm có trọng lượng phù hợp với từng bữa ăn hoặc từng món ăn mà mình sẽ dự định nấu nè. Mỗi phần thực phẩm được đặt trong cái hộp nhỏ hoặc cái túi zip nhỏ ha. Thăn bò ha, mình cắt lát như vậy dùng để xào nấu nè, hoặc là nấu canh rồi đó, nên là mình sẽ dùng dầu ăn nha. Mình sẽ ướp để làm cho thịt bò thêm mềm hơn và cũng như là một lớp bảo quản thịt bò vậy ha. Thịt bò như vậy nè, mềm ha. Và mình sẽ bảo quản trong ngăn mát, tủ lạnh nè, để khi mình cần xào, cần nấu canh thì mình sẽ lấy ra. Thịt bò vẫn tươi rói lắm, trong vòng cỡ khoảng 10 ngày thịt bò vẫn rất là tươi luôn, nhờ mình đã ướp gia vị đó. Và có thêm một cái lớp dầu để bảo vệ ha, và làm mềm thịt bò. Mình thật sự là thích cái tủ lạnh của mình nhìn nó gọn gàng ha. Nên mình muốn cái tủ lạnh mình được sắp xếp một cách ngăn nắp nhất có thể. Và khi mình cần tìm thực phẩm gì thì đều dễ dàng tìm thấy. Do vậy là thường phân loại chúng, những thực phẩm giống nhau sẽ xếp vào một nhóm đặt gần nhau, và dùng hộp để lưu trữ chúng, giúp phân biệt từng nhóm nha.
gắn nhãn tên cho từng thực phẩm, đồng thời cũng gắn nhãn tên cho cái nhóm thực phẩm chung đó luôn, và quy định vị trí riêng, nơi lưu trữ cho từng nhóm thực phẩm đó ha. Điều đó giúp mình kiểm soát được số lượng nè, kiểm soát được chất lượng của thực phẩm trong cái tủ lạnh của mình, cũng như tìm kiếm thực phẩm cần tìm cách nhanh nhất ha. Ai cũng có thể tìm được cái thực phẩm mà người đó cần tìm trong cái tủ lạnh của mình hết, bởi vì nó có ghi nhãn tên đầy đủ và quy định vị trí rõ ràng đó mà. Vì vậy cái việc nấu ăn của mình sẽ dễ dàng hơn, và thật sự nó tạo ra cái niềm vui và động lực cho mình vào bếp để nấu ăn hàng ngày, mỗi ngày 3 bữa đó nha. Nên là mình cần có một cái niềm vui và một cái động lực rất là nhiều luôn. Các bạn có thể tham khảo cách phân chia và sắp xếp thực phẩm như thế này nha.